cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để truy xuất lịch sử giao dịch của một cái địa chỉ ví nó chạy trên cái network là TRC20. Rồi, quý vị hãy vào trình duyệt và vào địa chỉ johnscan.org. Thì ở cái thanh công cụ tìm kiếm này, quý vị có thể dán cái địa chỉ ví này hoặc cái mã TXNID hoặc mã token hoặc là cái số block để quý vị tìm kiếm và truy xuất cái lịch sử giao dịch, kiểm tra xem là cái trạng thái giao dịch đã được thành công hay chưa. Rồi, thì KTV sẽ thử một cái địa chỉ ví này. Đó, KTV sẽ dán luôn vào ô tìm kiếm. Thì cái địa chỉ ví nó chạy trên cái network TRC20 này, nó bắt đầu bằng chữ T, ok chưa? Rồi, quý vị bấm vào tìm kiếm này. Ok, thì đây, cái phần total valence này là tổng số ước lượng. Ở đây tổng số là 0.393 USD. Cái TRX này là số lượng TRX, ở đây là không có TRX nào. Đó. Còn cái transaction là cái số lượng giao dịch, số lượng cái mã TXH đấy. Có nên mũi tên xuống là nhận này, 121 lần nhận, 44 lần gửi đi này. Đó, thời gian tạo cái địa chỉ này này. Đấy. Rồi, còn cái phần bandwidth này, thì cái này, quý vị để ý, nếu như địa chỉ ví của quý vị có nhiều TRX, thì cái băng thông này nó sẽ càng lớn, thì cái màu vàng này nó sẽ đầy, ok chưa? Đó. Rồi, thì tiếp theo cái phần dưới là token valence, thì đây là danh sách các token ở trên cái địa chỉ ví này, nó đang có cái số lượng đây, tức là những cái token nó rồi. Thì nhìn trên cái danh sách này thì ở đây cái mạng TRC nó rất nhiều scam nó, quý vị có thể kiểm tra được cái nào là scam thì quý vị cũng có thể kiểm tra được. Rồi, tí nữa KTV sẽ quay lại cái phần này sau. Đây, quý vị sang cái phần transaction đây này. Đó, thì quý vị để ý đến các cột đây này. Các cột. Cột thứ nhất là cái mã TXH. Đó, thì quý vị có thể bấm trực tiếp vào cái mã này và kiểm tra cái trạng thái giao dịch, ok chưa? Còn cái cột này là cột block này, cột này là cái thời gian, AG là thời gian giao dịch này, đó. Tiếp theo là cái cột from và to. From là gửi từ một cái địa chỉ này, to là một cái địa chỉ được nhận này, đó. Rồi, cái phần cột này là cái trạng thái đã được xác nhận này. Cái cột này issue là thành công này. Success là thành công. Đó. Còn cái cột này là số lượng. Cột cuối cùng là cái mã token. Ok, bây giờ KTV sẽ vào thử cái mã TXH đầu tiên này. Đây. Thì đây là một cái giao dịch cụ thể chi tiết này. Đây là cái mã TXH. Đó. Ví dụ, những trường hợp mà quý vị cần support trên các sàn, khi quý vị gửi nhận coin mà coin nó chưa về, thì quý vị chỉ cần sao chép cái mã TXH này và đưa cho bên support của sàn, thì họ sẽ truy xuất ra cái lịch sử giao dịch. Đó. Rồi,
Tiếp theo là cái dòng bên dưới. Đây là một cái trạng thái giao dịch đã thành công. Ok chưa? Rồi, cái dòng này là đã được xác nhận. Đó. Rồi, tiếp theo. Đây là địa chỉ gửi. Và to là cái địa chỉ nhận. Rồi, bây giờ KTV sẽ quay lại cái phần thứ nhất. Đây, KTV sẽ quay lại cái phần token Binance này. Thì đây là những danh sách rất nhiều các token, nhưng mà nó cái số lượng thì lại rất chi là ít, và thậm chí là quý vị chưa từng nghe đến các token nào mà nó list trên các sàn đó, và thậm chí những cái này nó scam rất chi là nhiều. Ok chưa? Rồi thì KTV sẽ thử vào một cái để kiểm tra một cái này chẳng hạn. Đây là cái địa chỉ website này. KTV sẽ mở lên xem này. Swarmswap.com. Swarmswap. Rồi. KTV thử vào cái Telegram và kiểm tra xem này. Swarmswap cho nó có không? Không có. Swarmswap. KTV thử vào một cái trang Twitter này. Kiểm tra luôn. Quý vị nhập vào ô tìm kiếm là Swarmswap. Ok, không có. Rồi. Thì cái này là 100% là scam luôn này. Quý vị để ý. Cái địa chỉ này 100% là scam. Đó. Cái mạng TRC20 này, nó rất nhiều những cái token mà nó cái số lượng nó rất ít như này. Đó, tự nhiên mà quý vị lại thấy một cái token không rõ từ đâu nó gửi cho quý vị, nó rõ ràng là scam. Rồi, KTV sẽ thử kiểm tra một cái token khác cho này. Đây, KTV sẽ vào cái ETB coin này xem này. Ok. Rồi, thì cái tổng cung này, số lượng địa chỉ nắm giữ này, nó không có nhiều thông tin cả. Đây, thì đây là cái website này, và thông tin này, địa chỉ contract này. Rồi, KTV thử vào cái này. Kiểm tra luôn. Rồi. Quý vị để ý này, một ETB mà bằng 1837 TRX, mà cái bên này cái tổng cung ETB này nó rất rất nhiều số 0, thì cái này cũng là một cái điều rất chi là vô lý này đó. Ok chưa? Rồi bây giờ KTV thử kiểm tra trên cái các kênh thông tin xem nào. ETB swap chẳng hạn. Ok chưa? ETB swap. ETB swap này. Rồi. Không hề có thông tin gì luôn. Trang Twitter có 7 người theo dõi thôi. Rồi, quý vị cũng có thể vào cái Telegram để kiểm tra xem nào. ETB swap. Không có thông tin. Rồi, thì KTV cũng khẳng định luôn. Cái này cũng là scam 100%. Đó, quý vị đừng có chớ dại mà kết nối cái ví rồi nhập cái số lượng vào đây mà quý vị swap, là chắc chắn quý vị sẽ bị scam 100%. Đó. Và thậm chí là quý vị chỉ cần kết nối một lần, lần sau quý vị lại
chuyển coin vào thì tự động tất cả các coin ở trong ví của quý vị sẽ bị mất sạch. Đó. Rồi. Thì đây là cái phần KTV chỉ nói thêm thôi. Chứ thực ra là cũng không để ý đến cái token mà nó lại có một cái số lượng ít như thế này mà tự nhiên nó lại cho quý vị vào vào cái ví. Đó, vô tình mà quý vị kiểm tra. Có những người mà kiểm tra mà như thế này là quý vị kết nối cái ví phi tập trung với lại cái trang của họ là quý vị sẽ bị mất toàn bộ, mất sạch coin luôn. Ok chưa? Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.